Nam mô Yeah.
Em lửa vừa bé chiến đàn khắp sông pháp giờ đầu tràng mười phương hiện thành mây bao kiếp tường chớ phận đó biết ngọn hướng chi thiền mắt thông thuận thế hiện tiền dân binh hương huyền phước điền ban cho Nam mô Hương Vân Cải Bồ Tát, Nam mô Hương Vân Cải Bồ Tát, Nam mô Hương Vân Cải Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát, Nam mô Đại Bi Hồi thường Phật Bồ Tát à. Thiền thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra đi nam mô ấn đa đạt na đa ra già già nam mô a di đà bà đô kiệt đê thường bát ra già bồ đề tâm đó bà già ma hà tâm đồ bà già ma Bà nội kiếp đề tâm Phật ra đằng đằng mà nam mô na ra
Nam mô thập phương thượng trụ tam bảo. Nam mô thập phương thượng trụ tam bảo. Nam mô thập phương thượng trụ tam bảo. Quý đại đức tam giới tôn vì mà mười phương Phật mẹ có đi phát nguyện rộng ta đề kinh dị giáo hóa định đền bố ông đặng dưới cứu khổ tâm đồ. Nếu có kẻ thấy nghe điều phán tâm bồ đề báo thân này sanh vào các tình độ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hai kinh kệ Phật pháp cao siêu rất nhiệm màu đâm màng muốn kiếp khó thiện cầu. Con nay thấy nghe được thọ trì nguyện hiểu nghĩa chân thật của Như Lai. Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát Ca. Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát Ca. Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát Ca. Phật nói kinh gì giáo Phật chưa sắp nhập niết bàn để đời di giáo vài hàng dạy rắn vua đường trách chỉ ni tăng cùng quan ngũ phẩm phải hằng xét soi nếu ai phạm đục truyền rối phải thường khuyên nhủ hãy nói gương đành. Người tu khả hãy tu hành đời Phật dĩ giáo đành rằng kinh tư sơ truyền nhà trong như tối hậu tu bạc thiên tự đà la tại rừng sông thọ xa la nửa đêm miên đành thích ca niết bàn Phật truyền dĩ giáo vài hàng dần do tứ chúng thắng đàn anh đi à. Thứ nhất giữ được nhớ ghi như thầy như Phật đang tùy bên ta các nghề tranh nghiệp xấu xa uống ăn thân thành độc ta nơi tâm ma khuyên nên không nên bội quệ sinh trăm ma bùa mê liền chú dễ nồng đường ma sống trong chánh niệm vậy mà tu cầu giải thoát mới là đẹp sinh na giới giới rắn luồng trong chặt nhìn sáng ra định tuệ trí minh hiện bày nhắn cùng khắp cả gái trai à. Không nên giữ giới sắc tài tiểu ta nếu không giữ giới sắc tài tiểu ta giới là khỏi gốc bình an giúp người an trụ vững vàng đường tu à. Không còn lưng chuyển về ngũ đức sanh định tuệ thoát tù thế gian thử hai chế tâm vững vàng à. Như nhìn năm cửa một đàn tháng ấy.
giác năng tu tập học điều thẩm thâm mà đời trừ rắn độc tà tâm mà nhớ ông làm chú mới ngọc thánh thời à. Phải biết hộ thẹn người ơi, đừng cho đục tập hại đời khổ đau. Thử năm năm dẫn chừa máu, phải thường nhắm nhìn trước sau trong ngoài à. Dẫn hờn gây lâm nạn tay, người thân xa lánh người ngoài ghét gánh gây bao à. Tội nghiệp mất đành tiêu tan công đức thọc tình đành từ lâu à. Dẫn là trên cướp đức đầu, lấy đi trí tuệ đức màu người ta. Người tu cần phải tránh xa, không tham không dẫn mới là khốn ngoan à. Thân ta là gia chẳng màng chấp chi nặng nhẹ thế gian, làm gì bỏ đi tham mát sẵn si. Hoàng nguyện bổn tánh đến đi nhẹ nhàng, thứ sáu kêu màng bất an, thường đến kiềm tốn thắng đàn từ bi à. Xóa đau và tự nhớ ghi, người tu bỏ hết những gì thế gian, sao còn ngạo mạn khoe khoang, để cho thế tục nhìn an tức cười hà mình khiêm tốn. Người ơi, sau đấng vô trụ thánh thơ tâm mà thử bảy xiêm khúc định tà, người tu trừ tiệp mới là khôn ngoan à. Nói làm ngay ngắn thẳng đàn, không dùng chiếu là tráo hàng mỹ dẫn, giữ tâm đón chánh chiến năng đạo đời hai mặt rất cần lòng ngay à. Thơ tam thiểu dụng hằng ngày, lít nồng hám hôn thường ngày lo tu ham nhiều, trí não bị ngủ dễ sanh xiêm khúc giáo du với đời. Người tu ít muốn ai người thấy nghe như thì đặt đời biết bàn à. Thứ chín trì túc mát nhàn, sống tâm biết đủ biết bàn à. Đấy không còn khổ não gà tạo gây, không còn năm dục xiến khiến trái tâm mình à. Biết đủ nhà là rộng thinh, nếu không biết đủ thiền định chẳng vui. Dù không biết đủ ngậm ngùi, nghèo mà biết đủ an vui vậy thì thơ mười tu hành viễn ly, xa nơi huyễn não thực thi tâm thiền. Ở nơi hội tụ bất yên, dễ sạch nô nhiễm dễ ghiền người ta. Một năm kim phải vua mãi, giữ tâm thịt tịnh thường ngày lo tu. Gầm mực dễ bị ám mưu, gầm đêm trí tuệ thoát tù thế gian à. Mười một tịnh tốc đúng bàn, xiến năng hành đạo vững vàng đường tu. Thí như tiểu thủy trường lưu, tất năng xuyên thật công phu miệt mài. Không màng tha lực của ai, không màng danh đời sắc tài thế gian. Một lòng tĩnh tâm thẳng đàn, kết hứa chẳng dính Phật đàn được lên. Mười hai chánh niệm chớ quên, nhớ điều chấm chánh dưới trên thuận hòa. Trì tâm lục tự nhiên là không còn sanh khởi niệm tà ghét ngứa. Thất tình đục dục khá chừa, chứ phiền não tật không lừa được tâm mà. Thấy nghe như thị không ngầm mà, thì là lục tắc không tầm hại
như người giữ nước để canh nãy không cho riêng chạy tâm thành huệ khai mười bốn tri tuệ biển hiện bày tức không tham đắm rầm nay cõi lòng mà người thường tự tịnh sắc đời đồng mà chẳng say chẳng để sanh sốt ở trong tâm mình ý theo pháp Phật chẳng nhìn năng đất giải thoát tử sanh chân sờn đời Phật thề hải bình sơn nếu không được vậy phí nhân phí đời trí tuệ công năng tuyệt vời như thuyền to lớn đưa người qua vượt qua không còn sanh tử bệnh già như ngọn đèn lớn sáng nhà vô minh như là thuốc quý hồi sinh như cây kiếm tờ chặt tình ghép mưa như chiếc rìu bén đồn cưa ngã cây phiền não sớm trưa nhà ngã văn tử tu tập vững vàng ngã làm tăng đợi ít muôn ngàn người tu tuy người mắc thịt phàm thu nhưng có trí tuệ thoát tù thế gian mười lăm bất hỷ luận bàn nói chơi tán loạn bất an tâm mình trở về bổn tánh vô sinh an vui tịch diệt nghe nhìn như nhiên ngoài thì vô trụ muốn duyên trong thì tịch tịnh trí hiện nhớ ông mà mười sao từ miệng ngất động thường từ gắng sức cố công tu hành bỏ đi cái tánh mất lành xa lìa năm dục thập hành siêng năng dù cho ở chốn thiền tánh quất là giữa chợ cũng hằng hành thường tự gắng sức thọ trì siêng năng tu tập thoát đi nghiệp trần đừng để uổng phí nhân thân để sau hồi tiếp ăn năn muộn màng Phật như người khéo chỉ đàn hành nhân phải tự bước sang đến nhà nếu không đi lỗi tại ta trở nên trách Phật vậy mà chánh linh mười mấy dân bỏ đi tình chân đi tự để chưa tin hỏi điều khắp trong chúng hồi hiện tiền ai còn nghi hoặc thì liền hỏi mau nẩu lâu đà bước vào liền bạch với Phật tránh sao thế dời chân lý của Phật muôn đời bất di bất dịch vậy thời chân y tin pháp tư để hành ý không còn nghi hoặc thoát ly ai hà khổ tập diệt đau đó là chân lý bất dịch thoát mà tử sanh mười tám độ thoát chúng sanh những người được độ đất thành la vượt qua biển khổ ta bà chúng sanh hầu thế độ mà về sau kể kinh Phật đã truyền trao tạo duyên độ chúng thoát rào tử sanh mấy lời Phật dạy linh nên trước sau được độ vững tin thoát trần mười chín thường tại pháp thân tự đế tử chung đệ tử âm cầm hành đi pháp thông còn mãi khắc ghi còn thân tứ đại hợp thì phải tan đó là quy luật tuần hoàn vô thường sanh diệt thế gian cõi trần ta đây sắp bỏ xác thân dứt thần sanh tử pháp thông thường còn từ chúng giờ có hiểu vốn siêng năng tu tập chẳng còn
chúng thân thân
Nguyện ngày
trước còn tôi mất nó thương cứu mình nè. Phụng kinh Di Giáo công đức thù thắng vô biên thắng phước giai hồi hướng phổ nguyện Phật giới chư chúng sanh nè. Tâm vạn vô lượng quan Phật sẽ gây huyền tiêu tán chương trừ phiền não nguyện đắc trí tuệ chứng minh điều vô quyền tội dưỡng tất tiêu trừ. Thế thế tướng hành Bồ Tát nào nguyện sanh Tây Phương tình độ trung cứu phong điện hoa vi phù màu quá khai kiếm Phật mổ vô sanh nè. Mong tôi Bồ Tát vi mãn nữ nguyện gì tự công đức hộ cộng ư nhất thiết ngày ngã đằng giữ chúng sanh giai cộng thành Phật đạo. Nam mô Hiện Tòa Đạo Tràng Tam Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Pháp Đại Chứng Minh. Phật nguyện Phật Từ Quang Đại Cảm Ứng Bổ Trai Quang Giác Đạo Tràng Chứng Minh Công Đức Tư Thầy Tiền Đề Tử Nhân Bồ Tát Cư Kiếp cùng đôi Phật Thiền Thành Tăng Phúc Thùng Đại Thừa Pháp Bảo Di Giáo Tôn Kinh. Nguyện hồi hướng công đức cầu thiền Thiền môn hưng thịnh tử chúng cộng an hòa viễn cộng đàn đa công phu công quả tăng ích phước điền phạm giới nhân thiên đồng thành Phật đạo cập kỳ siêu độ chư thiên linh hương linh cửu quyền thập tố chư vị thiện linh hương linh kỳ quỷ thiên long từ chư vị ẩn linh tâm hồn cố hồn hoàn hồn mà sa duyên sĩ động long đồng bào tự nàng cũng thừa tự công đức thân thoát ta và siêu sanh tịnh độ phổ nguyện âm siêu dương thành pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Từ quý Phật đường huyền chúng sanh thể giới đại đạo pháp vô thượng tâm. Từ quý pháp đường huyền chúng sanh tâm nhuận tinh tàng thì tuệ